xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trong số 200 người già của buổi khám từ thiện này thì hơn một nửa mang theo những dấu hiệu của bệnh tim mạch. Ở một xã biển đảo, việc lao động kiếm sống được quan tâm hơn là sức khỏe tim mạch. Máu cao, máu thấp gì đó, chúng mình không biết gì hết, rồi nó hỏi chữa thuốc gì rồi chúng mình tính dậy. Còn bây giờ đây là nó đối chuyện, một là mà nằm hay là ngồi dậy là bắt đầu là say sắm, nó chẳng mặt một tí. Rồi nó mới chẳng có người, nó mới tim có người. Thờ ơ, chủ quan là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh lý tim mạch trở nặng. Đáng ngại hơn, nhiều người còn đặt lòng tin vào những phương pháp truyền miệng hay chỉ dẫn thiếu cơ sở trên mạng Internet. Trong y khoa đó, cái chuyện một cái thứ thuốc, một cái phương pháp chữa có được chính thống hay không thì bây giờ, thời đại bây giờ, người ta gọi là thời đại y học dựa trên chứng cứ. Mà cái chứng cứ này là chứng cứ hết sức khoa học, không phải là thấy cái ông hàng xóm uống cái gì đó mà khỏe cái bệnh đó thì nói rằng thuốc đó chữa được bệnh đó. Thấy cái bà kia bị ung thư, đi ra để cho ông kia ông cúng bái mà hết bệnh là biện pháp đó là đúng. Và bây giờ tất cả các biện pháp đều phải được kiểm chứng hết. Hiện tại, mô hình bệnh tật không lây nhiễm đang gia tăng, cộng thêm hiểu biết hạn chế của người dân khiến việc điều trị thêm vất vả. Hội Tim Mạch Việt Nam đã chính thức triển khai chương trình đào tạo New Concept, cũng là tổ chức đầu tiên được Bộ Y tế chính thức cấp mã cơ sở đào tạo về lĩnh vực phòng chống các bệnh tim mạch. Ngoài đào tạo cho nhân viên y tế, những trang tin điện tử cũng có thể giải quyết phần nào thông tin tim mạch cho người dân. Tại nhiều nước trên thế giới, việc nâng cao hiểu biết cho nhân viên y tế, đặc biệt là người bệnh, luôn được quan tâm. Chúng tôi đã làm và hiểu được tầm quan trọng của việc này. Với sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, của Bộ Y tế Việt Nam, tôi tin rằng người bệnh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ dự án này. Chúng tôi đang tập trung vào bệnh không lây nhiễm. Các loại bệnh này đang tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước. Khi thực hiện những chương trình giáo dục sức khỏe như thế này, đội ngũ bác sĩ sẽ được cập nhật kiến thức mới trong y khoa, làm quen với những phương pháp điều trị tiên tiến. Điều này làm tăng cơ hội điều trị cho người bệnh. Mặt khác, việc cung cấp thông tin phòng bệnh cho cộng đồng sẽ làm giảm sự gia tăng của những căn bệnh này. Tim mạch và các bệnh lý không lây nhiễm đang tạo gánh nặng lên vai người bệnh và ngành y tế. Sự chủ quan hay thiếu hiểu biết về cơ thể đã góp phần khiến cho con số tử vong vì tim mạch đang tăng cao, và giáo dục sức khỏe cho cộng đồng được xem là một chìa khóa hiệu quả.